Dạ xin mến chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tỉnh Biên. Dạ lời nói đầu tiên em xin chúc anh em trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Giờ hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2021, năm Tân Sửu. Em có về 4 phô mai, gồm 2 cái phô mai tứ quý rất là đẹp nha anh em, một thân một cốt, và 2 cái mai vàng hình quái thú rất là đẹp nha. Vậy em cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em 2 clip vừa qua. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hy vọng clip này anh em ủng hộ em thêm nữa nha. Và số điện thoại của em là 0919 755 533. Em tên Út. Địa chỉ tọa lạc của em là tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Và anh em chưa đăng ký kênh thì nhắn cho em xin một like, một đăng ký kênh nha, để theo dõi những video mới nhất của em nha. Em ra video liên tục hoài nha anh em. Bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây phô mai đẹp và phục vụ anh em. Anh em đón xem ủng hộ giùm em nha. Rồi không chờ để lâu, em bước vào cây số 1 là cây mai tứ quý đế quýt nha anh em. Một thân một cốt rõ nét. Chào anh em ơi. Chào cô chú anh chị. Cây này hàng đáng anh em sưu tầm nha. Cây ngoài rất nâng cây, rất lực cây nha anh em. Lâu rồi em chưa sưu tầm được cây tứ quý nào khủng như vậy nha anh em. Cây rất là đẹp, em đâu hoành cho anh em tham khảo nha, thì em báo giá cho anh em luôn. Em đo cho anh em 2-3 thước dây nha anh em, sát khu đế nha. Rồi sát khu đế cho anh em nha. Rồi sát khu đế là hoành 75 nha anh em. Hoành 75, em đo hoành thân giùm anh đi. Đo căng dây giùm anh luôn đi, chính xác hoành luôn nha. Rồi hoành 54 nha anh em. Đây, anh em xem nha, hoành 54. Em đâu có thoát thân nữa nhiều em. Cây giót ngọn rất đẹp nha anh em. Thoát thân 18 nha anh em. Em đâu có chiều cao lên nhiêu em. 1m25. Chiều cao 1m25 nha anh em. Em đo đường kính bầu giùm anh ha. 97. Đường kính bầu 97 nha anh em. Gần 1m luôn anh em ơi. Đường kính bầu rất là khủng nha. Cái này phỏng phỏng cái nồi đế là tương đương là 300 nha anh em. Em đo giùm anh cái cốt cạnh đi. Cốt cạnh đi em, cho anh em tham khảo luôn. Cốt cạnh rất là to lực nha anh em. 17. Cốt cạnh 17 nha anh em. Em đo luôn, đo cái cạnh kế bên luôn. 22 anh em. Bóp giót ở cái ngọn thuốc trên còn chút xíu nha anh em. Em bấu cái tay vô còn nhỏ xíu nha anh em. Cái đó còn khoảng 20 nha anh em. Em đo giùm anh hạo cái cục đế này rất bự nè em. Em hạo cho anh em thêm đi. Nè cục đế nè. Cái cọng rễ nè. Cộng rễ lực lắm á. Cộng rễ đo là 19 nha anh em. Rất là to. Tổng nồi đế hào hào khoảng tương đương gần 300 nha anh em. Tại đường kính bầu nó 97 rồi. Cây ngoài rất là nâng cây anh em. Anh em dọn cái sát ngoài rất là khủng. Dạ rồi, quay anh em vô xem một vòng nha anh em tham khảo nha. Tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Cây mà hoành từ 50 đô lên là hơi hiếm nha anh em. Càng về sau tứ quý nó càng hiếm anh em ơi. Anh em đi săn quá trời cái tứ quý rồi. Kiếm tứ quý hoành 50 cũng hơi đỏ mắt anh em. Một thông một cốt hơi khó. Cây này em thấy là rất là hợp với em. Em nhìn nó ngoài nó lực, cái sát nó lực lắm nha anh em. Sát rất là to. Anh em hình dung ngoài đi. Đó, nồi đế rất là khủng. Em ôm nồi đế. Anh em dòm nha, nồi đế khủng lắm nha anh em. Cây rất là nâng cây. Nói chung em mua cái cây em cũng kén cây lắm. Cây nào lọt vô mắt em thấy đẹp là em mua. Cây này em thấy chịu không nổi anh em ơi. Cái nồi đế với thân cốt cạnh nó. Anh em hợp nhãn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0919 755 533. Em tên Út nha anh em. Dạ rồi, cây thứ quý mã số 1 này em xin mạng phép giao lưu với anh em. Giá 27 triệu nha anh em. Em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha. Còn anh em ở xa thì thương lượng phí vận chuyển nha anh em. Em chỉ bao ship đồng bằng sông Cửu Long thôi. Còn xa như Quảng Ngãi rồi đó, Bình Định đó là thương lượng phí vận chuyển lại nha anh em. Dạ rồi, mời anh em bước vào cây thứ quý số 2, mã số 2 cũng là một thông cốt nha anh em. Dạ xin mời anh em nha. Dạ rồi, bước vào cây số 2, mã số 2 cũng là cây mai tứ quý nha anh em. Cũng một thân một cốt nha anh em, một thân một cốt rõ nét luôn.
cốt cành đóng tứ diện anh em. Cái này em chưa có lọc chi nha, về anh em ghép thì anh em lọc chi lại giùm em. Cây này cũng rất là nâng cây nha anh em, đế này nở khá đẹp. Rồi em tiến vào đo hoành cho anh em tham khảo nha, để em báo giá công khai cho anh em dễ mua. Cái này đo thước dây một nha anh em. Đây, hoành 51 tính 50 nha anh em. Rồi tính 50 hoành, em đo thoát thân lên như em, từ dưới đây lên cốt cạnh đó. Em đo xéo dây đứng bên đây nè, đứng bên đây. 55 anh em, thoát thân 55 nha. Đường kính bầu 72. Đường kính bầu 72 anh em. Cái này em đo nãy lên là từ mặt dây bầu lên tới ngọn là 1m9 nha anh em. 1m9. Cốt cạnh rất là đẹp. Rồi em đi xa một xíu quay mới hết cái tổng thể nữa nghe nè. Rồi quay đi em. Cốt cạnh đóng từ dưới dài lên trên nha anh em. Mấy cái chi anh dòm thấy gối chứ thật sự ở ngoài là không có gối nha anh em. Để em quay sát lên cho anh em xem nha. Nè, cốt cạnh anh em về lọc giùm em nha. Một thông một cốt rõ nét luôn. Ừ, em quay chậm vậy đó để anh quay cho anh em thấy. Rồi quay đi. Đây, gióp ngọn lên nha anh em. Đó, gióp ngọn tới đỉnh nha anh em. Không thiếu chi nha. Cái này dư chi luôn, anh em về lọc lại là ghép nha anh em. Đó, anh em thấy không, một thông một cốt rõ nét là anh em thấy không. Đó, ở xa thì đứng ở xa thì mới thấy hết cái tổng thể, mà đứng gần thì không có thấy nha anh em. Em gắng cố gắng quay cho anh em xem. Đó, để nở để khá đẹp nha anh em. Anh em hợp nhãn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0919755533, em tên Út anh em. Bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây phô mai đẹp về phục vụ anh em nha. Anh em đón xem nha. Rồi, cây mã số 2, mã số 2 tứ quý này em xin bằng phép giao lưu với anh em. Giá 15 triệu, em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Cây rất đẹp nha anh em. Em đứng dậy em bấu vô cốt cành rồi, nhưng mà anh ơi, bấu đại cốt cành nào cũng được chứ, rất là to anh em. Đó, em đo thử một cốt cành cho anh em theo xem đi, nãy quên đo đó. Cành nào cũng được chứ, em báo như này. Rồi, đo đại hào hào cho anh em đi. 16 anh em, cốt cành to lắm nha anh em. Đó, gót ngọn luôn. Cây này rất là nâng cây anh em, hoành 51 tính anh em 50 nha. Cây rất là nâng cây. Rồi, em xin bản phép giao lưu cái này 15 triệu anh em, bao ship đồng bằng sông Cửu Long cho anh em nha. Rồi, không chờ đợi lâu, em bước vào cây số 3, mã số 3 là cây mai vàng gián thú anh em. Rất là đẹp luôn. Dạ xin mời anh em nha. Dạ rồi, bước vào cây số 3 là cây mai vàng gián thú anh em. Hàng này đáng anh em sưu tầm nha. Cây này chuẩn gián thú anh em. Bỏ giò bỏ thế rất là đẹp nha. Cốt chi là đóng chuẩn luôn, chi 1 chi 2 dưới đỉnh luôn anh em. Cây này có hiện tượng lên xù rất là nhiều nha anh em. Đây anh em dòm nó xù nè. Cây này rất là già cây anh em. Đó, anh em dòm nha. Nó xù từ trên dưới nha anh em. Anh em thấy bỏ giò không? Đó, cây này nhìn ra ngoài nó tê lắm nha anh em. Đó, cái ngọn chủ đó là có lắc nhẹ luôn nha anh em, giống như ngóc cái đầu về trước nha anh em. Động vật quý hiếm nha anh em. Con này anh em dòm nhìn ra ngoài là chịu không nổi luôn á. Rồi, em đo hoành cho anh em tham khảo nha. Hàng này đáng sưu tầm nha anh em. Cây rất đẹp. Tết giờ không có cây gián thú nào mà đẹp chứ anh em. Có cái này là lọt vô mắt em nha anh em. Rồi hoành cổ 35 nha anh em. Rồi. Em đo giùm anh cái mình nằm dài nhiêu em. Tới cái đuôi đi. 52 anh em. Chiều dài 52, cây cao. Cao 51. Cao 51 nha anh em. Tổng rồi để đo tổng rồi được cái mình nó nhiêu. 67 nha anh em. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52 anh em. Cây này anh em vô chậu chữ nhật là rất là đẹp nha anh em. Đúng gián thú luôn. Em đo giùm anh cái ngọn cho anh em tham khảo nha. 17. Cái ngọn 17 nha anh em. Cái đuôi luôn. Đuôi 11. Cái đuôi 11 nha anh em. Đó, cây ngoài rất là đẹp nha anh em. Anh em dòm nè. Đó. Nhìn ở ngoài là tê lắm anh em ơi. Rồi, quay anh em xem dầm nha.
đúng rắn thú anh em, nó bỏ giò rất là khéo. Cây tự nhiên mà nó bỏ giò rất là khéo nha anh em. Hàng này nói chung là đáng anh em sưu tập. Mặt này xù nhiều lắm nha anh em. Anh em dầm nè. Đó. Đó, nó xù lên nu luôn nha anh em. Cây là không ăn sẹo ăn dít cho trơn nha anh em, không bọng nha. Cao bao anh em là cây sạch sẽ. Cây này em không thấy bông nha anh em. Cây nào thấy bông thì em ốp hình bông lên cho anh em xem. Cây rất đẹp anh em ơi. Em quay cho anh em xem dòng nó đi em. Đây anh em dậm xù nữa nha. Cái ức nó xù nhiều lắm nha anh em. Đó, cái ức nó lên xù nhiều lắm nha anh em. Đây, sẹo rồi cuốn bít hết trơn rồi. Cốt chi là có sẵn anh em, chi 1, chi 2 có sẵn hết trơn nha anh em. Đó. Bên đây là chi 1 nha. Đó, chi 1, chi 2. Anh em bắt cái đỉnh nữa nha, dưới cái đuôi là chơi nha anh em. Cây đúng chi lên em ơi. Rồi rồi. Cây mai vàng xù dáng quái thú, em xin mạn phép giao lưu với anh em giá 22 triệu nha anh em. Chung cây này khéo lên anh em ơi, bỏ giò bỏ thế là rất là ok nha anh em, đúng sách vở luôn, đuôi là đuôi lắc luôn nha anh em, đuôi rất là to luôn, cây không mang sẹo. Hàng này anh em nuôi rất là tương lai nha anh em. Cái này anh em nuôi thành phẩm là xách đi chơi được luôn nha anh em. Cây ở ngoài là khéo lắm anh em ơi. Dạ rồi. Em xin mời anh em bước vào cây số 4. Cũng là cây mai giáng thú nha anh em. Mai giáng thú xù thành phẩm luôn. Dạ xin mời anh em nha. Dạ rồi. Bước vào cây số 4 là cây mai vàng xù giáng thú thành phẩm nha anh em. Cây này thành phẩm rất là đẹp nha anh em. Dáng thú rất là đẹp luôn, em quay sát vô cho anh em tham khảo nha, coi nha, thú xù anh em, nhìn ở ngoài giống như con kỳ lân nha anh em, đó, kỳ lân nhổng cái mông lên nha anh em, bỏ giò rất là khéo luôn, cây này chủ nhà nuôi rất là lâu nha anh em, trên 3 năm nha anh em, đó, chi là đúng chi luôn nha anh em, cây này theo chia sẻ của chủ nhà thì bông từ 5-7-9 nha anh em, anh em dọn lá nè, đây lá gai nha anh em. Lá gai đó, bông rất đẹp nha anh em, bao anh em bông nha. Rồi em tiến vào đo hoành cụ thể anh em tham khảo nha, em báo giá cho anh em luôn nha anh em. Rồi em lòn lòn vô đo cái eo nha, cái này bông trong nách luôn nha anh em dòm nè, nè còn bông nha anh em. 30. Rồi eo 30 anh em, em đo cái mình tổng cái mình nó nhiêu em. Rồi, lòn lòn vô đi, chi là kẹo luôn, khó đo anh em. 53 anh em. Rồi em đo cái đường kính bầu như em. 52. Đường kính bầu 52, anh em ép nó vô chậu lọt lòng 60 cũng được anh em, 60 70 cũng được anh em. Tàn cao. Tàn cao 95 anh em, có tán rộng như em, tán ngang như. Tán ngang 1 mét nha anh em. Cây này không mang sẹo nha anh em. Anh em dòm nha. Cây ngoài đẹp lắm nha anh em, tê lắm nha anh em. Rồi quen em xem vòng nha, tham khảo nha. Chủ nhà nuôi cũng rất là khéo nha anh em. Cây không có mang sẹo luôn á, sẹo bít chân anh em. Anh em dòm phía sau nè. Phía sau con thú là bít chân em, cái sẹo hồi xưa ở đây nè, bít chân anh em. Đó. Nè, cuốn hết trơn nè, mấy sẹo này nè, anh em dòm nè. Cây rất là sung anh em. Mặt này rất là đẹp luôn. Chung là mặt nào cũng đẹp cho anh em. Mặt này giáng thú nè, đó. Cây này lên xù nhiều lắm nha anh em. Xù nu luôn. Anh em đếm lội vô cái máy vô nha anh em. Đây, mà cắt đỉnh rồi nha anh em. Đây mà cắt đỉnh nó còn chút xíu anh em. Đó anh em dòm nha. Đó, nó cuốn mép chân anh em. Bao anh em là cây liền lạc chân rồi, xù anh em. Đây anh em dòm nè. Đó. Nó chảy xù ở trên dãy xuống anh em. Bữa nay mới đem về luôn. Cây ngoài xù nhiều lắm nha anh em. Trong hình anh em dòm chỉ có 7 thôi. Ở ngoài nó đẹp tới 10 anh em. Rồi em quay mặt kia cho anh em tham khảo luôn nha, quay đi.
đúng dáng thế con kỳ lân luôn nha anh em. Ở ngoài nó đẹp lắm, nhìn là tê luôn á. Cái này thành phẩm anh em về vô chậu là chơi thôi nè. Còn nụ bông nè, đây còn mấy nụ bông nha anh em, anh em về chiêm ngưỡng nha, chủ nhà chia sẻ bông đẹp nha anh em. Cây này em báo cho anh em nha. Ê, cây có sao nói vậy nha. Cái này là chủ nhà có ghép một cái giò nha anh em. Đây một cái giò nó liền anh em. Đây hai chi của nó nè, đó đó, hai chi của nó nghe nè, hai chi của nó nè anh em, dành đi nha. Đó ghép rễ của nó luôn nha anh em. Đó bao anh em bông đẹp luôn, có sao nói vậy nghe anh em, ghép rễ dính nghe anh em. Đó cây ngoài rất là đẹp nha anh em. Được rồi, cây mã số 4 mai vàng xù dáng thú thành phẩm này em xin bằng phép giao lưu với anh em, giá 17 triệu anh em. Em bao ship đồng bằng sông Cửu Long cho anh em nha. Cây này khéo lắm anh em ơi, y gan con kỳ lân luôn á. Nó quay lại cho anh em xem kỹ một cái nữa nha. Đó, nó bỏ giò rất là khéo anh em ơi. Đó, giò trước nè, hai cái đùi nữa nè. Đó dạ rồi, anh em hộp nhãn thì liên hệ với em, có ghi số điện thoại trên tiêu đề nha anh em. Dạ anh em nào thương tình thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ em nha, để đón nhận những video mới nhất của em nha. Dạ cuối clip em xin chúc anh em, tất cả anh em xem clip được vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và phát tài nha. Dạ em xin chào nha anh em.